Cử tri trẻ em Indonesia kêu gọi cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức một cách minh bạch, tin từ Jakarta, Indonesia. Một nhóm thanh niên ủng hộ ứng cử viên Jokowi Widodo đã nhảy múa trên đường phố, giơ hai ngón tay là con số 2 trên lá phiếu dành cho ông Jokowi Widodo. Ứng cử viên đối thủ duy nhất Prabowo Subianto đã nhận được con số 1. Ca nhạc sĩ Ahmad Dhani đang bị chỉ trích vì đã sáng tác một bản nhạc ca tụng ứng cử viên Subianto, một nhà lãnh đạo mạnh. Những bài hát đã không thành công trong việc lôi cuốn cử tri trẻ. Indonesia có 187 triệu cử tri và số người từ 17 cho đến 29 tuổi chiếm 1/3. Cô sinh viên Olia Agita, 21 tuổi, sẽ đi bầu lần đầu tiên nói rằng ngôi sao nhạc rock cho rằng người trẻ không hiểu được chương trình và các ứng cử viên coi thường cả nền giáo dục, nhưng họ sẽ thấy rằng đây là lúc người trẻ sẽ thay đổi quốc gia. Trên 10% của 187 triệu cử tri Indonesia là người đi bỏ phiếu lần đầu tiên. Bà Chusno Maria là giám đốc trung tâm bầu cử và chánh đảng trường Đại học Indonesia nói rằng những người trong thế hệ mới sẽ có người làm tổng thống, bộ trưởng, nhưng các đảng chính trị đã không quan tâm đến họ. Cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ 3 của Indonesia sau khi lật đổ nhà độc tài Suharto. Cử tri Davin Hadiko Somo sẽ đi bầu lần đầu tiên nói rằng anh ta muốn cải cách thành phần thư lại, muốn quốc gia có những người lãnh đạo thật tốt. Cuộc bầu cử tổng thống Indonesia sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 7. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ông Widodo tiếp tục dẫn đầu đối thủ Subianto.